Quý vị biết đây là bản cập nhật hôm nay thì buổi trưa Vũ Hoàng cũng có nêu với quý vị qua rồi đúng không ạ? Nga tấn công vào cái khu vực Donetsk của Ukraine và đã chịu tổn thất. Điều này thì không chỉ có phía Ukraine nói quý vị, mà chính cái bộ phận Osin của Oryx. Oryx là cái đơn vị tình báo nguồn mở của Hà Lan, thì Osin là một phần của nó. Thì có một cái chuyên gia của cái đơn vị này, họ đã xác nhận, thậm chí là xác nhận cái tổn thất của Nga còn lớn hơn của Ukraine. Điều này cho thấy một điều là Ukraine tuyên bố khá là chuẩn xác. Oryx, quý vị biết đây, là nếu như không có bằng chứng cụ thể thì rất ít thì khi, rất khó để họ có thể thừa nhận đấy là xác nhận là tổn thất. Nhưng Nga hôm nay thì mất đến 12 xe tăng và 8 xe bọc thép trong cái cuộc tấn công lớn vào khu vực Donetsk. Hoàng xin chuyển tới quý vị ở trên bản đồ đây để quý vị có thể quan sát thấy. Đây là Donetsk, thì Olivka, thì họ tấn công quanh quanh khu vực này, tấn công về phía Tây. Và quý vị thấy đây là khi mà Ukraine vỡ trận ở Avdiivka, nói là vỡ trận cũng đúng, đấy, mà nói là thất thủ cũng cũng có thể là chấp nhận được, đúng không ạ? Thì Nga đã tiến được một cái hơi khá là dài. Đấy, lúc trước là cái địa hình bao vây hai mặt, Nga khép vòng vây ở bên trên, bên dưới Avdiivka này. Còn Avdiivka thì nó vẫn giống như một cái phễu, nhưng mà bây giờ thì họ đã săn lấp đầy khu vực này rồi. Rất đáng tiếc cho người Ukraine, đúng không ạ? Họ đã chiến đấu rất là ngoan cường. Và cái kết quả mà Avdiivka thất thủ quả nhiên là nó hơi cay đắng với họ. Thực sự Hoàng thấy nó hơi cay đắng. Nếu như Nga mà vượt trội hơn hẳn, đúng không ạ? Hay là Ukraine yếu thế hẳn, thì không nói làm gì, nhưng họ đã tỏ ra chiến đấu rất ngoan cường. Và đến mùa hè vừa rồi thì họ là còn trở nên là có ưu thế hơn phía Nga. Nhưng đáng tiếc là phương Tây đã không có hỗ trợ họ kịp thời, rất là năng nhằng. Đấy nên là sau đang có lợi thế, đúng không ạ? Chuyển sang thành là yếu thế hơn. Đấy, pháo binh Nga đã có lúc là khá là kiệt quệ rồi, bởi vì rất nhiều nguyên nhân. Có nguyên nhân là họ chưa thúc đẩy được cái dây chuyền sản xuất lên, có nguyên nhân là do chất lượng lưu kho tồi tệ, có nguyên nhân là Ukraine đã sử dụng những chiến thuật rất chính xác để tấn công vào hậu phương của Nga. Quý vị cũng có thể thấy, đúng không ạ? Nếu Nga có thể đảm bảo được nguồn cung đạn pháo của mình thì không bao giờ có chuyện họ sang Triều Tiên và nhận 1 triệu đến 1,5 triệu quả đạn pháo. Chúng ta đều nhìn thấy điều này, nhưng mà phương Tây thì hành động rất chậm chạp. Họ lấy lý do đủ mọi lý do, còn lo đạn pháo cho kho đạn pháo của mình thế này thế khác. Thì xin thưa quý vị, cái cuộc chiến này nó rất quan trọng. Và nếu như mà phương Tây mà nghĩ như thế là phương Tây thất sách trong cái vấn đề mà đối sách với lại những cái đối thủ chính của họ trong cái môi trường quân sự toàn cầu. Đây Hoàng nói là quân sự nó bao gồm cả phòng ngự và tấn công. Đấy, còn chiến tranh là xung đột nó nổ ra rồi, đúng không ạ? Đấy thì rất đáng tiếc, khá cay đắng cho Ukraine. Tất nhiên là gần đây thì quý vị thấy là có tín hiệu tan băng ở Hạ viện Hoa Kỳ rồi. Thế còn nó có thực sự tan băng hay không thì chúng ta phải đợi đến mùng 9 tháng 4. Nó cũng quá nhiều hy vọng rồi, đúng không ạ? Sau đó chúng ta lại thất vọng. Hoàng cũng đã bình luận với quý vị, tường thuật lại với quý vị tất cả những cái diễn tiến của nó. Chứ không phải Hoàng có thể bịa ra được. Tất nhiên là có suy đoán thì có lúc mà chúng có lúc thì chật. Nhưng mà toàn bộ tiến trình của nó như thế rồi. Nhiều khi Hoàng theo dõi thay cho người Ukraine, Hoàng cũng thấy mệt mỏi. Đấy, cũng mệt mỏi quý vị. Để nói lên điều này để thấy là những người trong cuộc họ đã kiên trì như thế nào. Cảm thấy là rất là kiên định, đúng không ạ? Và vững chãi trong cái suy nghĩ và hành động của họ. Rất đáng khen. Thế còn quý vị biết đây là chúng ta theo dõi ở ngoài, nhiều khi chúng ta cũng cảm thấy là mệt mỏi, cảm thấy chán nản. Nhiều lúc cũng tức giận thay cho những cái hành động rất là mang tính chính trị và ấu trĩ về mặt quân sự của các chính trị gia phương Tây. Nhưng biết làm sao được, đúng không ạ? Biết làm sao được. Nó là như thế. Chúng ta trở lại với cái cuộc tấn công của Nga hôm nay. Thì Nga hôm nay dồn đến hơn 30 xe tăng, hình như là 36 chiếc quý vị. Để Hoàng xem lại, 36 xe tăng và 12 xe chiến đấu bộ binh. Đấy. Nhưng không phải hôm nay, xin lỗi quý vị, hôm 30 tháng 3. Đấy là một cái lực lượng khá là lớn. Đấy. Xe bộ binh chiến đấu, quý vị để ý một chút, rất là đáng để phân tích ở trong cái số liệu này.
Tức là Nga dùng đến 36 xe tăng nhưng chỉ có 12 chiếc xe chiến đấu bộ binh. Tức là cái xe bộ binh chiến đấu của Nga ấy, nó đã ít lắm rồi. Thông thường thì các xe bộ binh chiến đấu Hoàng quan sát thấy chưa có một công thức nào để gửi quý vị tới quý vị chính xác là cách hành binh đánh trận của các bên, đặc biệt là quân đội Nga. Nhưng thông thường Hoàng thấy là số xe bộ binh chiến đấu mà đi theo xe tăng là nó phải tương đương hoặc nhiều hơn một chút. Nhưng ở đây thì xe bộ binh chiến đấu ít hơn đến 1/3, chỉ bằng 1/3 số xe tăng. Điều này có nghĩa là xe bộ binh chiến đấu ở trong quân đội Nga là đang suy giảm thật sự. Không phải mà dễ dàng khi mà quân đội Nga tung ra một cái đoàn đánh đến 36 xe tăng tấn công vào một cứ điểm như này và lại tiếp tục lại tấn công thành hàng dọc. Điều kỳ lạ và thú vị ở quân đội Nga vẫn luôn luôn là như thế. Họ không có chiến thuật rõ ràng và dồn lên thì chỉ dồn lên thôi. Qua cái cuộc tấn công này nó có rất nhiều điều để chúng ta nói về họ. Đầu tiên, tại sao họ lại tấn công một cách ngốc nghếch như thế này? Quý vị biết đây là đánh bật Ukraine ra khỏi Avdiivka đã là thành công rồi đúng không ạ? Nhưng tưởng đấy là cái điều kiện mà họ có thể áp đảo được quân đội Ukraine trên chiến trường thì không phải đâu quý vị. ISW cũng thế, mà cái cơ quan tình báo của Bộ Quốc phòng Anh mới đây nhận định cũng thế. Nga có thể là sẽ mở một hướng tiến công lớn trong thời gian tới, nhưng chỉ có thể có đủ sức để duy trì cái đà tấn công trên một hướng mà thôi. Quý vị thấy là cái sức mạnh của quân đội Nga bây giờ rệu rã nào không ạ? Đường đường đại quốc xâm lược tiểu quốc ấy mà bây giờ chỉ có sức để mà mở cái hướng tấn công trên một hướng, trong khi đó là chiến trường Nga-Ukraine đang giao tranh, đang giằng co nhau ở một cái chiều dài đến 2.000 km vòng quanh khúc khuỷu đây, mà chỉ có thể đủ sức mở một hướng, giả sử như là ở khu vực phía nam Orykhiv này, hay là Malatokmaska, hay là Avdiivka đúng không ạ, tận dụng hơi thừa để mà tấn công lên, hay là Bakhmut, bất cứ một chỗ nào đó, nhưng không thể nào mà đến 2-3 điểm được ấy, mà chỉ có một điểm thôi. Đấy, nó nói lên cái sức mạnh của quân đội Nga nó suy giảm một cách nó thê thảm đúng không ạ? Thê thảm. Thế mà bây giờ ông Putin hay là đám lãnh đạo của quân đội Nga ấy, không nhìn ra, xua quân lên một cách rất cầu thả, vẫn cầu thả như thế đấy quý vị. Mặc dù gần đây Nga có nhiều cái chiến thuật nó đã cải thiện rồi và nó đang gây ra khá nhiều khó khăn cho Ukraine. Tuy nó không thiện chiến bằng phương Tây đâu quý vị, nhưng nó vẫn gây ra khó khăn cho Ukraine. Ukraine dù sao có nguồn lực cũng là vừa phải so với Nga thôi. Đấy, như Hoàng mới đọc được những cái bản tin như ở tờ VN Press của Việt Nam thôi, thì họ cũng cho biết là quân Nga bây giờ đã rút ngắn cái quá trình mà họ gọi là chuỗi tiêu diệt ấy. Đây, xin lỗi quý vị, để Hoàng xem lại cái bài báo đấy. Bài báo này rất đáng chú ý quý vị. Bất kể là họ ủng hộ ai hay là không ủng hộ ai thì có thể tường thuật qua với quý vị, rất là thú vị về cái điều này. Xin lỗi quý vị đợi Hoàng một chút xíu. Đây này, Nga rút ngắn chuỗi tiêu diệt uy hiếp loạt khí tài tối tân của Nga. Thì cái chuỗi tiêu diệt là khái niệm bắt nguồn từ quân đội Mỹ nhằm mô tả cấu trúc của một cuộc tấn công, gồm tìm kiếm và định vị mục tiêu, theo dõi, lựa chọn vũ khí phù hợp, tập kích và đánh giá kết quả. Thì tất nhiên là Nga cũng học từ Mỹ thôi, đúng không? Những cái quy trình mà tấn công, quy trình chiến thuật như thế này thì thế giới đều phải học hỏi Mỹ cả. Mỹ là bậc thầy của tất cả những cái thứ này, đúng không? Bao gồm rất nhiều khái niệm về chiến tranh. Đấy. Nhưng mà Nga thì họ đang hoàn thiện được cái chuỗi tiêu diệt này của quân đội của họ. Tức là thời gian gần đây Ukraine cũng không còn hoạt động thoải mái như thời gian trước nữa. VN Express họ trích dẫn lại một cái bài báo này và họ tất nhiên là nó cũng dựa trên những cái nghiên cứu từ Forbes. Đấy, chính xác ở đây thì là từ Forbes. Đấy, thì quý vị biết đấy là họ cũng gián tiếp thừa nhận là quân đội Nga lúc đầu ấy là cái chuỗi tiêu diệt của họ là rất kém hiệu quả, đến gần đây mới hoàn thiện được, tức là lúc trước rất kém và họ gần như chả chuẩn bị gì cho chiến tranh cả. Lúc trước đây có những khán giả chả hiểu, chả biết là có thể gọi họ là khán giả quân sự mở hay không, hay là những người chất vấn ngang ngược thôi. Họ bảo là bình luận hiểu biết một tí đi, đúng không? Đại đế đã chuẩn bị cho cuộc chiến này 10 năm rồi,
làm sao mà thua được thế này khác. Tất nhiên cái điều đấy thì Hoàng nhớ là họ đã bình luận hơn năm trước rồi. Đến bây giờ thì họ, những cái người như thế họ không còn vào, họ bình luận lên thiên như vậy nữa. Nhưng quý vị biết đấy là chuẩn bị 10 năm mà đến nỗi tấn công như gà mắc tóc, đến vài cái chiến thuật nhỏ nhỏ thôi, hay là vài cái USV của Ukraine thôi mà cũng không đối phó được, thì chuẩn bị cái gì, đúng không ạ? Chẳng thà nói luôn là chủ quan cẩu thả mà thất bại thì còn có thể chấp nhận được, chứ 10 năm chuẩn bị hay là 20 năm chuẩn bị mà chuẩn bị theo cái kiểu này thì vớ vẩn quá, đúng không ạ? Đến bây giờ mới hoàn thiện được cái chuỗi tiêu diệt. Tất nhiên nó mang lại khó khăn cho Ukraine, quý vị ạ. Nhưng ngược lại thì thấy Nga ấy, là cái việc chuẩn bị cho chiến tranh của họ cực kỳ tồi tệ. Cực kỳ tồi tệ. Nhưng đấy là cái chuỗi tiêu diệt của Nga, quý vị ạ. Chuỗi tiêu diệt của Nga hay là những cái chiến thuật khác, giả sử như sử dụng bom lượn dẫn đường, thì đúng là họ đang hoàn thiện và nó quá khó khăn cho Ukraine ấy chứ. Đấy, nó mang lại rất nhiều những cái rắc rối cho quân đội của họ và những cái hình thế mà họ đã nắm giữ được từ mùa hè đến nay. Thế nhưng mà ngược lại, quý vị ạ, những cái tư duy cơ bản và cái sự nôn nóng trong cái giới lãnh đạo quân sự Nga nó vẫn y nguyên. Nguyễn Y Vân không có gì khác cả. Tức là quý vị có thể hình dung ở đây, Hoàng tường thuật theo ý hiểu của Hoàng thôi, có thể là nó đúng đấy, có thể là nó sai đấy. Đấy, nhưng mà mình có quyền bình luận mà, đúng không? Ông Putin là một người hiếu thắng mà ông ta không chịu được khi mà ông ta không thể tiến quân ở Ukraine. Đấy, đặc biệt là không muốn nghe đến tin thất bại, đúng không? Thì giới tướng lĩnh lãnh đạo ấy, quý vị biết đấy, là họ gặp Putin thì họ sợ như sợ cọp. Đấy, chẳng phải là vì tài năng hay là vì cái uy nghiêm của ông ta đâu, mà đơn giản là bởi vì ông ta rất rất là độc ác thôi. Đấy, sẵn sàng hạ sát thủ với bất kỳ ai, thì cấp dưới đương nhiên là họ sợ. Sợ cho tính mạng, sợ cho quyền lực, sợ cho tiền bạc, sợ cho tất cả mọi thứ. Họ lo sợ. Đấy, và chính vì thế nên họ sẽ không dám làm trái ý ông Putin. Nếu như thế thì họ sẽ báo cáo liều, đúng không? Báo cáo láo lếu ở ngoài tiền tuyến. Không đủ sức, họ nói là đủ sức để mở cuộc tấn công. Và đó là kết quả của cuộc tấn công vừa qua mà quý vị thấy Hoàng tường thuật với quý vị đó. Một cái binh đoàn thiết giáp lên rất là hùng hổ, mà trong khi đó chiến trường là không có điều kiện thuận lợi để tiến binh một cách rầm rộ như thế, thì tiến lên như thế chỉ là mồi cho UAV của đối phương mà thôi. Có quý vị bình luận ở trong video cập nhật buổi sáng nay là Javelin dạo này không thấy. Thực ra nó vẫn có, nhưng nó không còn góp vai trò quan trọng như cái giai đoạn đầu nữa. Quý vị thấy không ạ? Giai đoạn đầu Ukraine và cả Nga nữa không có nhiều UAV như vậy. Nhưng UAV bây giờ nó đóng vai trò tiêu diệt xe tăng ấy, là gấp nhiều lần Javelin rồi. Javelin chỉ tiếp cận được cái xe tăng đấy ở mục tiêu khoảng 2,5 km thôi, đổ lại thôi. UAV nó có thể bay đến 5, 7, 8, 10 cây số. Đó là một cái công việc hoàn toàn khác hẳn. Javelin thì phóng ra là mất, nhưng UAV nó có thể lượn lờ để nó đi tìm xe tăng. Đấy. Trong một cái khoảng thời gian, tất nhiên là nó không quá dài đâu. Những cái UAV cỡ nhỏ này thì nó chỉ có thể lượn lờ một vài chục phút thôi. Nhưng mà như thế thì cũng là hơn Javelin rất nhiều rồi. Nên là vai trò của Javelin nó đã khác với lúc trước rồi. Đó. Quý vị thấy là bây giờ trên chiến trường nhiều những cái phương tiện chống tăng như thế mà Nga hành quân một cái đoàn dài như vậy, 36 xe tăng, 12 xe bọc thép nữa, và trong đó có 12 chiếc xe tăng, 1/3 xe tăng ấy, và 8 chiếc xe bọc thép, tức là 2/3 số xe bọc thép ở trong cái trận đánh này nó bị tiêu diệt. Quý vị thấy là cái hình thế nó như nào, tức là ở đây Hoàng chỉ dựa trên những cái sự kiện có thật thôi để phân tích với quý vị, chứ không phải bịa ra vớ vẩn để nói lên thiên. Đó, quý vị thấy ngay là những cái số liệu này, đúng không? Các bên họ đều trích dẫn, chứ không phải là Hoàng có thể bịa ra được. Có nhiều người sẽ nói là Hoàng sao họ không trích dẫn thêm báo của Nga. Thường thì báo Nga Hoàng tường thuật với quý vị nhiều rồi, đúng không? Báo Nga không có cái căn cứ về sự thật lắm. Đấy, hay là lời nói hay tuyên bố của giới chức Kremlin. Bởi vì thực ra Hoàng cũng không phải lúc nào Hoàng đi giải thích cái điều này, đúng không? Bởi vì là đơn giản. Nói mãi thì cũng nhàm tai. Với lại Hoàng thì Hoàng muốn tiết kiệm thời gian cho quý vị, và Hoàng theo dõi từ đầu cuộc chiến rồi, Hoàng phân tích dựa trên cái nhìn nhận của mình. Thấy cái gì nó đáng tin thì Hoàng lọc luôn, còn nếu mà cái gì không đáng tin thì hoặc là kiểm soát lại, đúng không? Còn nếu không có thời gian thì phải bỏ qua nó. Chứ đâu có thể là nào mà thấy nó sai lè rồi nhưng cũng vẫn cứ phải trích dẫn một vài, một ít, một tí như này như khác. Hoàng cũng không nhất định phải như thế.
Ở trên đây là một sự kiện thực tế quý vị ạ. Và nó vẫn phản ánh một cái tư duy cũ rích của giới lãnh đạo quân đội và chính trị của Nga thôi. Nó không có gì mà thay đổi cả. Có một thông tin rất đáng chú ý nữa mà Hoàng cần phải gửi tới quý vị, đó là cái nhận định từ ông cấp phó của ông Kiro Bunanov. Ông này là ông Vadim Skibitsky, thì quý vị hẳn cũng quen thuộc rồi. Là ông này cho biết là Putin bắt đầu tích cực chuẩn bị cho cuộc đối đầu với châu Âu, Mỹ và cả NATO. Quý vị thấy nghĩ sao về tin này ạ? Bởi vì Hoàng đã nhiều lần khẳng định với quý vị đúng không ạ? Tức là Hoàng khá tin tưởng cái báo cáo của Ukraine, đặc biệt là những cái thông tin từ GR Ukraine họ đưa ra, thì Hoàng thấy là khá tin tưởng. Và nếu như mà thông tin này lại chính xác nữa thì quý vị có thấy là ông Putin có một chút gì đó nó điên rồ quá không? Bây giờ đánh Ukraine còn không xong nữa, ông ta dựa vào cái gì mà định giao chiến với NATO, với châu Âu, với Mỹ? Nhiều người, quý vị có thể thấy là rất nhiều người, Nga đang chống với cả NATO đấy. Có người vào bình luận, Nga chỉ có GDP 1.600 hay 1.800 tỷ mà chống với cả Mỹ ở khối NATO kia kìa, đừng bốc phét nữa thế này kia. Hoàng thấy thật nực cười không ạ? Đã biết được mình yếu rồi thì tại sao lại dương càng lên rồi chống với lại đối thủ mạnh hơn đúng không ạ? Quý vị biết đấy là chính những người đấy còn khuyên Ukraine đúng không ạ? Đấy. Sống bên nước lớn thì phải cần phải biết là khôn khéo thế này thế khác. Thế mà bây giờ Nga, một mình Nga cái GDP bé tẹo so với cả khối NATO, cả Hoa Kỳ nữa. Thế mà cũng dương càng lên đấu với họ. Chứ chẳng qua là nếu mà thực sự Ukraine họ dương càng lên đấu với Nga thì họ học hỏi từ Nga thôi chứ đúng không ạ? Đấy, tại sao Nga làm được mà Ukraine lại không thể làm được? Đấy. Nên là quý vị thấy ngay là họ cứ chân đăng đá chân siêu, nó chả đâu ra đâu cả đúng không ạ? Cái lý luận của họ là những cái lý luận mà tiêu chuẩn kép, rất vớ vẩn đúng không ạ? Đấy. Nhưng mà ngược lại ở đây quý vị thấy ngay là một xíu của Nga thì nó đáng gì với những nước kia, chẳng qua là nó còn phải dựa vào, còn phải xét xem những người cầm cân nảy mực ở những cái quốc gia đấy, cầm trong tay một cái sức mạnh lớn như vậy, họ sẽ hành xử ra sao với những cái mối đe dọa từ Nga hay là Trung Quốc mà thôi. Đấy. Nhưng bây giờ phương Tây họ hỗ trợ cho Ukraine nhát đập nhát ngừng, đấy. Hỗ trợ thì không dám hỗ trợ tất tay những cái vũ khí mà được trang vũ khí nó tiên tiến hay được trang bị mạnh mẽ, chứ họ mà hỗ trợ hết tất cả số này thực ra không cần đến số đấy đúng không ạ? Quý vị biết đây là những cái vũ khí tiên tiến hàng đầu của châu Âu, với Hoa Kỳ thì đã có cái gì là có mặt ở Ukraine đâu, toàn là những cái thứ vớ vẩn ấy. Ê, có phòng không như Patriot thì nó còn là tiên tiến, là tiên phong nữa, nhưng nó cũng không phải là tất cả những cái gì của họ có. Nga đối đầu trực tiếp với họ sẽ phải đối đầu với một cái hệ thống phòng không nó dày đặc, nó khác biệt nhiều lắm. Đấy, nói về phòng không, thế còn không quân thì đã có cái máy bay nào sang đâu. Xe tăng thì viện trợ eo uột, đến nỗi vừa rồi cũng có những cái bài báo đánh giá là xe tăng phương Tây, xe tăng hiện đại của phương Tây sang là thất sách thế này khác. Đúng là nếu mà đánh theo cái kiểu mà cứ để nó, người ta giằng co như thế này thì thất sách quá. Mỗi cái xe tăng trị giá gần chục triệu đô mang sang cứ cò cưa với quân Nga, không bị UAV, FPV thì cũng bị pháo binh nó làm gọi, để trả thất sách quá gì. Nhưng mà nếu giả sử như mà nó sang và được đảm bảo về cái bầu trời đúng không ạ, tức là chiếm ưu thế trên không bằng F-16 chẳng hạn đúng không ạ, mà sang cùng lúc, chứ bây giờ cũng như khá nhiều cái nó bị phá hủy rồi, bị hỏng hóc rồi, bị các thứ rồi, đến lúc có F-16 thì liệu rằng phương Tây có cung cấp thêm cho Ukraine những cái xe tăng hay không, hay thôi đúng không ạ, chỉ cần cung cấp nhiều Marder, CV-90 hay Bradley cũng được. Hoàng thấy chỉ đám này thôi nó cũng làm cỏ xe tăng Nga, cần gì phải sử dụng xe tăng phương Tây, vừa nặng nề vừa cồng kềnh. Đến bây giờ thì hình thế chính trường nó lại thay đổi rất nhiều rồi quý vị, nó khác với khoảng một năm trước khi mà Hoàng bình luận với quý vị, khi mà UAV nó còn ít thôi, nó không phải dày đặc ở trên chiến trường như bây giờ. Quý vị biết đấy, trong năm nay đúng không, chỉ riêng Ukraine họ tuyên bố không phải 1 triệu UAV FPV nữa mà là 2 triệu. Quý vị tưởng tượng được cái số lượng này không? Nó còn nhiều hơn cả đạn pháo. Và đây là những cái quả đạn mà nó có uy lực tương đương với đạn pháo, nhưng mà nó biết bay và nó biết lựa chọn mục tiêu. Mục tiêu ấy là không thể né tránh được nó, không giống như đạn pháo nữa. Đạn pháo thì nó có ưu điểm là
tầm bắn xa hơn, đấy, nhanh chóng tiếp cận mục tiêu hơn. Nhưng mà so đi bù lại các cái tính năng này thì nó cũng tương đương nhau thôi. Nếu thế quý vị thấy không, nó là một cái môi trường chiến tranh, nó khác hẳn rồi. Xe tăng ít nữa sang nhiều chưa chắc đã hữu dụng đâu. Đấy, cứ viện trợ nhiều xe bộ binh thiết giáp vào, đúng không? Và thêm cả các hệ thống phòng không để chống lại các UAV này nữa, và chiếm ưu thế trên không bằng F-16. Điều này cần thiết hơn, chứ không thể nào mà đến bây giờ lại đi bình luận giống như là cái thời Napoleon đánh trận đấy, bằng xe ngựa và đại bác. Mỗi ngày chiến tranh nó thay đổi theo một cái hướng mà chúng ta đều phải cập nhật, và chúng ta phải có thêm các thông tin để bình luận. Chứ bây giờ mà mang cái vấn đề mà đưa xe tăng phương Tây sang là thất sách thế này khác. Ukraine lúc đó họ yêu cầu số lượng xe tăng rất lớn, nhưng mà phương Tây cuối cùng viện trợ cho khoảng, cho đến bây giờ thì có hơn 120-130 chiếc xe tăng hiện đại thôi. Thế thì còn quá ít so với cái nhu cầu của họ, mà toàn bộ chiến tuyến nó dài như thế. Thế là một cái thất sách, ở đây là thất sách ở trong cái quyết sách đưa ra quyết định, tốc độ đưa ra quyết định và cái mức độ, cái cường độ của nó. Chứ không hẳn là xe tăng nó không hữu dụng ở trên chiến trường Ukraine đâu. Còn bây giờ bãi mìn nó dày đặc như thế, đúng không ạ? Tiến lên cả cỗ máy đến chục triệu đô tiến lên để rồi vừa bị bãi mìn ngăn cản ở bên dưới, lại bị UAV nó tập kích bên trên, pháo binh nó nã vào đầu thì dại gì, đúng không ạ? Dại gì, nên tìm phương cách khác. Nó đúng rồi, chứ không phải là phương Tây, xe tăng phương Tây thì vô dụng. Họ phân tích nhiều khi là nó hơi phiến diện. Chúng ta phải nhìn nhận đây, chứ còn trang bị hỏa lực, tất cả mọi thứ của xe tăng phương Tây nó là vượt trội so với xe tăng Nga. Giáp bảo vệ tốt hơn này, rồi hệ thống điều khiển, quang học, tất cả mọi thứ, trinh sát, chiến trường, nó tốt hơn nhiều lắm. Và quý vị có thấy, chúng ta quay trở lại cái vấn đề ở đây, là ông Putin ông có vấn đề gì không, quý vị có thể tưởng tượng không? Nhưng Hoàng thì Hoàng không nghĩ ra là ông ta đang suy nghĩ gì trong đầu mà ông ta dự định là sẽ giao tranh thực sự với lại cả NATO, Mỹ và châu Âu nữa, quý vị. Đó. Theo như ông Vadim Skibitsky thì sau các cuộc bầu cử gần đây, ông Putin đang tích cực chuẩn bị cho cuộc đối đầu với NATO, châu Âu và Mỹ, với kế hoạch không thay đổi nhằm chiếm đóng hoàn toàn các tỉnh Luhansk và Donetsk của Ukraine, báo hiệu một lập trường chính sách đối ngoại hung hăng. Theo ông này thì Tổng thống Nga đã bắt đầu tích cực chuẩn bị cho cuộc đối đầu tiềm tàng với châu Âu, NATO và Mỹ. Đó. Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky đã cảnh báo rằng nếu Ukraine thua Nga, Putin sẽ nhắm mục tiêu vào Kazakhstan, các nước vùng Baltic, Ba Lan và Đức, nhằm tìm cách khôi phục lại vinh quang, đế quốc và biên giới địa lý của Liên Xô cũ. Trong đó, các quan chức phương Tây đã cảnh báo về mối đe dọa quân sự của Nga đối với sườn phía đông của NATO, đồng thời kêu gọi châu Âu khẩn trương tăng cường phòng thủ. Những lo ngại về một cuộc đối đầu tiềm tàng kéo dài hàng thập kỷ với Nga đã được bày tỏ bởi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Tham mưu trưởng quân đội Bỉ đô đốc Michael Hofmann, tư lệnh hàng đầu của Na Uy tướng Erik Christoffersen, tư lệnh lực lượng trên bộ của Estonia thiếu tướng Veiko Velopam và Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius, nhấn mạnh sự cần thiết phải có phản ứng nhanh chóng và mạnh mẽ để đảm bảo an ninh. Theo Skibitsky, kế hoạch và chiến lược của Nga đối với Ukraine vẫn không thay đổi. Kẻ thù chủ yếu nhắm vào mục đích chiếm toàn bộ tỉnh Luhansk và Donetsk. Ông lưu ý rằng điều này có thể được quan sát thấy sau bước tiến của quân đội Nga gần đây. Skibitsky tuyên bố rằng sau cuộc bầu cử Tổng thống giả mạo vào tháng 3, nơi ông ta vẫn giữ được ghế Tổng thống, Putin đã tập trung theo đuổi một chính sách đối ngoại hung hăng hơn. Hoàng thì thực sự là bất ngờ nhưng không bất ngờ. Theo cái cách mà Nga đang tiến quân ở Ukraine giờ thì Hoàng chả bất ngờ về những cái mục tiêu mà ông Putin ông đặt ra như này. Nhưng chỉ thấy là nực cười thôi, đúng không? Nực cười thôi. Ở trong cái cuốn Binh Pháp của Ngô Khởi, một cái nhà binh pháp gia chứ danh thời Chiến Quốc, thì ông ta có viết một câu như này là: có một trong những cái điều kiện mà không được giao chiến, không được tuyên chiến với lại kẻ thù, đó là họ có những cái đồng minh vững mạnh để ủng hộ họ. Nga đánh với Ukraine thì còn hiểu được, quý vị ạ.
Quý vị để ý thấy là cái lúc đấy đúng không ạ? Chính quyền Putin đã suy tính khá chuẩn xác khi mà đánh Ukraine. Chỉ có một cái biến số họ không tính được thôi, đó là Zelensky và cái sự kiên cường của người Ukraine nó đã khác hẳn so với những cái gì mà họ thể hiện ở Crimea và Donbass năm 2014. Đấy, năm 2022 nó là khác hẳn. Còn các biến số khác thì gần như Putin đã tính toán khá chuẩn. À, còn một biến số lớn hơn là cái sự kháng cự của Ukraine, quý vị. Đó là sự vô dụng của quân đội Nga. Putin không tính đến và chả có chuẩn bị khí mốc gì cho quân đội của mình tiến quân sang nước láng giềng để mà xâm chiếm một cái quốc gia rộng đến hơn 600.000 cây số vuông cả. Nhưng mà những cái biến số khác thì họ đã tính chuẩn, bao gồm gì ạ? Phương Tây sẽ không hỗ trợ Ukraine. Thật ra thì họ không có quan hệ đồng minh lúc trước đúng không ạ? Chỉ là phương Tây đấy là thấy Ukraine là kẻ yếu thế bị bắt nạt và tương trợ một chút thôi, viện trợ mỗi năm chút chút đỉnh. Đấy, lúc trước là như muối bỏ bể vào đất nước Ukraine. Có người bình luận là Ukraine đã chuẩn bị cho cuộc chiến này từ năm 2014 nên đánh không dễ dàng thế này thế khác. Chuẩn bị được cái gì đúng không ạ? Chả được mấy cả. Quý vị biết đây là vũ khí thì không được mấy. Đến cái lúc mà Nga bắt đầu cái cuộc chiến vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 thì Ukraine có ít tên lửa phòng không Vokai, Stinger với ít tên lửa chống tăng Javelin là hết. Chả có vũ khí hạng nặng nào của phương Tây cả. Chuẩn bị mà chuẩn bị như thế đúng không ạ? Để đối đầu với cường quốc Nga mà chuẩn bị như thế. Đào tạo thì cũng chỉ là hỗ trợ đào tạo một chút thôi. Đấy, đáng cái gì so với lại quân Nga chuyên nghiệp của đại đế Putin. Thế mà đánh chầy chật ra không đánh nổi. Mà bây giờ rồi đánh nhau với NATO, rồi là giao chiến với NATO hay là chuẩn bị một cuộc xung đột tiềm tàng với NATO. Thực sự Hoa không hiểu là trong đầu ông Putin ông đang nghĩ gì. Ông không lượng được sức mình, không lượng được sức mình. Đấy. Quý vị thấy đấy là họ tính toán khá chuẩn về cái vấn đề mà phương Tây phản ứng như nào với Ukraine đúng không ạ? Lúc đầu tiên là phương Tây định buông lên đấy chứ. Có rất nhiều những thông tin sau này đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn quý vị Vinh Nguyễn. Có rất nhiều những cái thông tin sau này, giả sử như từ chính ông cựu Thủ tướng Anh, ông Boris Johnson, ông ta cho biết rằng lúc đầu tiên ấy là Olaf Scholz, Thủ tướng của Đức đã dự định buông Ukraine rồi. Nhưng không ngờ người Ukraine họ kháng cự kiên cường như thế. Và cuối cùng thì lại nhìn ra, như Hoàng đã từng tường thuật với quý vị rất lâu trước đây, rồi họ sẽ phải nhìn ra là để viện trợ cho Ukraine để chiến thắng Nga sẽ dễ dàng hơn là ép buộc chính quyền cứng đầu của Volodymyr Zelensky đầu hàng Nga. Đấy. Và người Ukraine, xin thưa quý vị, tất nhiên là một cá nhân thì cũng là dân tộc đó. Đấy. Cũng là cái sự trưởng thành, sinh ra và trưởng thành từ dân tộc đó. Nhưng nếu mà nói theo một ý nghĩa nào đó thì rồi người Ukraine và dân tộc Ukraine sẽ phải cảm ơn Zelensky. Đấy. Sự thông minh và sự kiên định của ông ta đúng không ạ? Và đặc biệt là cái sự kiên định của ông ta. Quý vị thấy là trong một cuộc chiến khó khăn như này đúng không ạ? Trong bao nhiêu cam go, bao nhiêu vất vả, bao nhiêu thứ áp lực, ông ta vẫn kiên định và nhìn ra cái mục tiêu chính xác mà người Ukraine và quân đội Ukraine nên hướng tới. Và cảm thấy là vị tổng thống không biết là có nên gọi là trẻ không, ông ta cũng suýt soát 50 tuổi rồi đấy. Đấy. Tuy nhiên so với những chính trị gia lão làng trên thế giới thì ông ta là trẻ. Nhưng ông ta dường như ông ta đang tỏ ra là ông ta vượt trội hơn tất cả những cái chính trị gia kia. Bởi vì ông ta có tầm nhìn về cả quân sự và trị quốc. Tất nhiên nói vui ở đây thì chúng ta lại bàn đến một cái vấn đề. Hôm vừa rồi Elon Musk lại cảnh báo với người Ukraine. Nga có khả năng sẽ tiến đánh Odessa. Đấy, sẽ chiếm được Odessa. Và người Ukraine có thể sẽ phải ngồi bàn đàm phán. Chúng ta hãy xem ở trên bản đồ để thấy là Odessa ở chỗ nào và Elon Musk đang bao hoa cái gì. Có thể nói là bao hoa quý vị, bởi vì là như Hoàng đã từng thuật trước đây với quý vị một lần, Elon Musk có thể là sẽ chế tạo hỏa tiễn Falcon hay là ô tô điện Tesla giỏi hơn Hoàng. Nhưng bình luận về cuộc chiến Ukraine và Nga thì có lẽ là Elon Musk sẽ phải học hỏi Hoàng nhiều. Bởi vì gần như là sẽ không có khả năng nào để Nga chiếm được Odessa nữa đâu quý vị. Quý vị có thể nhìn trên bản đồ. Hoàng có thể tường thuật với quý vị. Quý vị thấy đây là một Avdiivka đúng không ạ? Trong cái tình thế mà bị bao vây ba mặt. Bị bao vây ba mặt này. Ukraine thiếu thốn đạn pháo như vậy. Và ở Bình Nguyên như này không có gì ngăn cách đáng kể cả.
Nga còn đang đánh chầy chật. Quý vị tưởng tượng làm sao mà quân đội Nga có thể vượt qua cái sông Dnipro này ấy, để mà đánh, tiến đánh cái thành phố cảng miền nam Odessa của Ukraine. À, vượt qua bao nhiêu là trúc trắc khúc khuỷu, quý vị thấy đây cũng là mấy cửa sông đúng không ạ? Sông lớn, sông nhỏ. Chưa nói đến cái con sông Dnipro này chảy từ nam chí bắc Ukraine này. Bao giờ quân Nga có thể vượt qua con sông này? Đấy. Rồi là nếu mà như thế thì đường bộ đã không được thì vượt bằng đường biển. Đường biển bây giờ hạm đội Biển Đen của Nga ở đâu? Ukraine cho biết là hầu hết tất cả các cái tàu chiến của hạm đội Biển Đen bây giờ không còn đồn trú ở Crimea nữa. Nó đã chuyển sang Novorossiysk này, hay là Sochi, hay là cái khu vực quân cảng ở khắp cái cảng ở Abkhazia thôi. Đó, không còn dám bén mảng đến Crimea nữa, chứ đừng có nói là bén mảng đến cái khu vực phía tây bắc của cái mũi Takhankut này đúng. Thế thì làm sao mà nó có thể đổ bộ quân lên Odessa mà tiến chiếm được cái khu vực này? Có phải là nói hài hước quá đúng không ạ? Ở đây nó cũng dẫn ra một cái ví dụ rất điển hình mà chúng ta đều nên chú ý. Không phải là cứ ai đó nổi tiếng là họ nói câu nào đó đều là chân lý đúng không? Không phải như thế. Tất nhiên quý vị biết đấy, không phải ngẫu nhiên người ta nổi tiếng. Người ta phải nổi trội ở một lĩnh vực nào đó, hoặc là rất là giỏi giang, là chuyên gia đúng không? Hoặc là một kẻ bốc phét, khoác lác thượng hạng thì cũng có thể nổi tiếng. Đấy. Và nhiều khi quý vị ạ, học từ kẻ khoác lác thì cũng học được nhiều đấy, vì chúng ta sẽ nhìn ra chiêu trò của những kẻ khoác lác khác. Ấy, tuy nhiên, không phải mọi lời họ nói đều có thể đúng. Hoàng cần phải khẳng định như thế với quý vị. Nên tại sao có nhiều quý vị khuyên Hoàng là mặc vest vào, mặc sơ mi vào đúng không ạ? Và trò chuyện với quý vị nhìn sẽ có vẻ như là sẽ đáng tin hơn. Hoàng nghĩ là Hoàng chỉ là thường dân thôi. Nói chuyện thì quý vị biết đây là bình luận thì cũng cố gắng là chuẩn mực nhất có thể với quý vị đúng không? Nhưng Hoàng cũng chỉ là thường dân thôi. Nhưng thường dân liệu có thể nói lên cái tiếng nói của thường dân không? Và ai cấm một thường dân trở nên hiểu biết và uyên bác? Tất nhiên ở đây Hoàng không có khẳng định mình là như thế nào cả. Hoàng chỉ đang bình luận với quý vị thôi. Và quý vị cũng có thể thế quý vị ạ. Vâng, xin cảm ơn quý vị Chiến Lương. Nên, có rất nhiều người đúng không? Họ bình luận rất là hài hước. Các bí mật quân sự của Nga người ta phải giữ kín, chẳng nhẽ họ lại bung hết ra cho cậu bình luận thế này khác. Nhưng giả sử như những người đó mà khoác lác về bí mật quân sự của Mỹ thì họ một bước lên đến trời đấy quý vị. Hoặc là khi mà họ ca ngợi vũ khí Nga chứ không phải là những cái điểm yếu của vũ khí Nga ấy, thì họ cũng dường như, xin thưa quý vị, ngồi trà đá vỉa hè họ cũng là một bước ấy, đăng thiên đấy, nhất bộ đăng thiên đấy. Vậy thì tại sao mà họ lại không cho người ta nói? Chẳng qua ở đây quý vị, tự thị nhi phi, ngôn bất do chung, hay là tiêu chuẩn kép như là chúng ta nghe thấy mấy năm vừa qua đúng không? Tức là họ có thể nói được nhưng mà người khác không nói được. Đấy. Người khác dẫu là con nói đúng đúng không ạ, mà cứ trái ý họ thì họ cũng chả cần biết là đúng hay sai. Họ dùng những cái lý rất thiển cận, giả sử như là bí mật quân sự hay bí mật quốc gia của người ta thì làm sao mà cậu nói được thế này thế khác, hay là phải chuyên gia đâu mà bình luận thế này khác. Xin thưa quý vị không cần phải biết chế tạo ra cái máy tính, nhưng quý vị biết sử dụng nó là được rồi đúng không ạ? Hay là như là đá bóng chẳng hạn đúng không ạ? Quý vị chưa từng được đào tạo như một cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng quý vị cũng có thể bình luận người ta đá hay hay đá dở. Chẳng nghe những cái đấy chúng ta cũng phải xét nét với nhau như thế hay sao đúng không ạ? Còn bình luận là quyền của người ta. Đấy, đúng sai là chúng ta đều có thể là, quý vị ở đây bao nhiêu quý vị đúng không? Quý vị theo dõi, quý vị có thể phân biệt được Hoàng nói đúng hay là sai, hay hay là dở. Đấy. Quý vị gần như quý vị đều có thể hiểu được. Đấy. Vâng, xin cảm ơn quý vị Howard Nguyễn rất nhiều. Vâng, như là đã bình luận với quý vị lúc nãy thì lúc đầu tiên thì Hoàng cũng xin phép được dừng cái phần live stream tin tức sớm một chút. À đây có một cái thông tin đáng chú ý Hoàng cần phải chuyển tới quý vị luôn. Đấy là có một cái nhà máy có tên là Uranmash của Nga ở Yekaterinburg, một cái thành phố ở khu vực Uran, dãy núi Uran, nhưng mà về phía Siberia của Nga, nó đã bị hỏa hoạn. Và đây cũng là một cái nhà máy công nghiệp quốc phòng của Nga. Đây quý vị, đây là cái dãy núi Uran chia nước Nga thành hai phần, đấy là phần trung tâm.
cái miền trung tâm này ở phía Tây và cái miền Đông hay là Viễn Đông nữa, Siberia ở phía Đông. Đó thì Yekaterinburg này thì nằm ở phía Đông của dãy núi Uran. Đấy. Đấy. Thì có một cái nhà máy tên là Uranmas ở đây, nó đã bị cháy ở trên cái diện tích 4.000 mét vuông. Không rõ là Ukraine họ có tiếp cận cái nhà máy này và thực hiện một số cái vụ phá hoại hay không. Cũng có một cái thông tin khá là thú vị đối với lại phía Nga hôm nay. Quý vị biết đây là chính quyền Nga đúng không ạ? Gửi công hàm hay là một cái gì đấy yêu cầu chính quyền Ukraine bàn giao cái ông lãnh đạo của cái cục cái đơn vị tác chiến đặc biệt của Ukraine SBU, bởi vì là nghi ngờ ông SBU tham gia cái vụ tấn công ở cái nhà máy ở Moscow hôm trước. Quý vị thấy thú vị không ạ? Ukraine họ sắp bàn giao đến nơi rồi đấy. Rất là hài hước đúng không ạ? Bây giờ ấy, cái người ngáng đường Nga nhiều nhất, ngáng đường ở ngưỡng khiến cho Tổng thống Nga Vladimir Putin ngứa mắt nhất, có lẽ không phải là cái ông giám đốc của SBU, mà là cái ông Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đúng không? Chẳng thà bây giờ Nga gửi công hàm bảo Zelensky sang Moscow để mà đầu thú đúng không ạ? Hay là chịu tội luôn đi, nộp mình luôn đi đúng không ạ? Bây giờ yêu cầu Ukraine bàn giao giám đốc của SBU. Quý vị thấy có hài hước không? Vâng. Xin mời quý vị, xin cho Hoàng ba dấu hỏi sau cái bình luận của quý vị, nếu quý vị muốn trao đổi theo kiểu một cái câu hỏi, một cái lời cái nghi vấn, để Hoàng giải đáp các thắc mắc của quý vị.